Em test cái con nồi 4,5 lít của Germany nhá, của hãng Germany của Đức nhá. Đó. Dòng nồi của Đức thì quý vị biết rồi đấy, hàng đỉnh cao luôn. Đó. Hàng đỉnh cao luôn. Bình thường là em hay vừa gọi là vừa test xong rồi test xong mới quay, nhưng mà hôm nay rút kinh nghiệm là vừa test vừa quay luôn đó, vừa test vừa quay luôn để đỡ tốn thời gian nhá, đỡ tốn thời gian, không có lại test rồi xong lại quay xong lại test lần nữa mất thời gian lắm đó. Đấy. Đấy. Khi mà đây nhá, hơi bắt đầu lên rồi nè, hơi bắt đầu lên rồi, bây giờ xem cái áp suất này nó có đạt không nhá. Áp suất đạt thì nó phải đẩy được cái này lên nha quý vị nhá, còn nó mà không đẩy được cái này lên thì là không đạt được áp suất đâu nhá. Đó. Đó, đây nè, nó phải đẩy được cái này, áp suất cao phải đẩy được cái này lên, nếu không đẩy được cái này lên thì áp suất không đủ. Đó, đây nó đang xả hơi để nó đẩy lên, bây giờ xem còn không nhá. Thì hơi rất nhiều rồi đấy, và bây giờ đã đủ sức để mà đẩy cái van này lên rồi nè. Đấy, quý vị thấy không, van này nó đang nhô lên nhá, đấy, lớp vàng lên rồi này. Đó. Và chúng ta quan sát xem là xung quanh này nó có bị xì hơi không. Nếu mà xung quanh này bị xì hơi thì đương nhiên cái van này nó sẽ rất khó để có thể bị đẩy lên nhá quý vị nhá. Đó, nó đẩy lên này là ok, là chuẩn rồi nè. Đó, xì hơi chỗ này là nó sẽ phải có khói xung quanh đây ra nhá. Đấy, lần này em rút kinh nghiệm là em thử lồi và em test luôn. Và em quay luôn chứ không giống như mọi lần là test về, ví dụ về 50 cái là test cả 50 cái xong bắt đầu mới quay lên, mất thời gian lắm. Bây giờ em test cái nào em quay lên luôn cái đấy. Đó. Ok chưa quý vị nhá. Bây giờ nó bắt đầu xuất hiện lên lượt xanh rồi. Đó. Và chuẩn bị sang lượt đỏ nhá, sang cái vành đỏ nhá. Đó, vành cam. Quý vị vẫn tiếp tục là giữ nhiệt độ cao nhá, giữ nhiệt độ cao để cho nó đủ để áp suất nhá, đẩy hết lên nhá, xong bắt đầu mình mới giảm nhiệt độ nhá. Đó. Rồi, nó đã chạy hết thằng cam rồi, bây giờ lại chuẩn bị chạy thêm một thằng nữa. Đó. Đấy, nó bắt đầu căng áp suất rồi nhá. Đó. Lại đến thằng xanh tím than tiếp này, đấy, lại đến cái thằng vành xanh tím than tiếp nhá. Đấy, quý vị thấy chưa? À. Đây. Đó, thấy chưa hả? Nhô dần lên nhá. Khi áp suất đủ thì nó sẽ căng hết lên. Đó. Đó, nó đang đẩy lên rồi nhá. Cứ để cho đẩy lên hết đi ạ. Lại tiếp tục đến cái vành ấy nhá quý vị nhá. Lại tiếp tục đến cái vành cam nhá. Đấy, và chuẩn bị đến chuẩn bị kịch rồi nhá. Thì khi mà kịch rồi, đóng kịch là nó sẽ chốt cái áp suất này lại và chỗ kia nó sẽ xì ra tiếp tục nhá. Đó, đấy, đây là chỗ này này. Đó. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Chỗ này nó sẽ xì ra nhá. Đó. Đây là chỗ xả hơi nhá. Ừ. Rồi. Rồi ok. Hết vành cam lại đến vành xanh nhá. Hết vành cam lại đến vành xanh nó đẩy nhá. Đó. Và bây giờ là chúng ta sẽ hạ dần cái nhiệt độ xuống nha quý vị nhá. Không có là linh xương hoặc linh mọi thứ là nó sẽ hết nước đấy. Đó. Bây giờ mình giảm nhỏ thôi để cho cái mức hơi này nó sẽ ở mức thấp nhất quý vị nhá. Thấp nhất có thể để nó giữ nhiệt độ thôi. Đó. Và ví dụ như quý vị linh xương quý vị đặt khoảng tầm như em thì em hay đặt khoảng tầm 15 phút. Đấy quý vị thấy không? Khi mình giảm nhiệt độ xuống nó chỉ còn lưu vừa đủ đây thôi nhá. Đó. Không nhiều. Đó. Quý vị giữ như thế này trong khoảng tầm 15 phút. Đó. Và khi mà ví dụ xương xiệt các thứ chín rồi nhá, thì quý vị cứ để đấy, lúc nào nó tụt cái phần áp suất này nó tụt xuống thì nó là quý vị có mở ra nhá. Bây giờ coi như em coi như là chín rồi nhá, coi như chín rồi em tắt đi nhá. Đó, em tắt đi. Đấy.
Khi mà tắt cái bếp đi là không còn nhiệt độ nữa đây này. Đấy. Là hết sạch nhiệt độ rồi nhá. Hết sạch nhiệt độ cung cấp. Nếu cái nồi này nó bị hở, quý vị đậy hở hoặc nó bị hở hoặc là nó bị xả hơi ra nhá thì nó sẽ tự tụt cái này xuống luôn nhá, nó tự sẽ tự tụt hết xuống luôn. Đó. Quý vị hình dung không? Đó. Đấy, còn hơi bây giờ nó sẽ xả ra dần dần và coi như chín rồi, quý vị sẽ để khoảng tầm vài phút thì nó sẽ tự động nó sẽ tụt cái này xuống nhá. Đó. Còn nếu mà nó tụt ngay xuống là nó sẽ mất áp suất. Thì cái nồi đấy là nồi sẽ không giữ được áp suất quý vị nhá. Đó, còn như cái này này, nó đang tụt dần tụt dần tụt 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 dần. Và chẳng hạn như em nói ví dụ quý vị là 5 phút nhá, hoặc là 3 phút hoặc 5 phút nó tụt hết nhá. Hoặc là nó không, nói chung là khoảng tầm 3 đến 5 phút nó sẽ tụt hết, và khi tụt hết đấy rồi mình mới mở ra được nhá quý vị nhá. Đó, đây này, quý vị nhìn thấy không? Nó tụt dần dần nhá. Đấy, nó tụt dần dần. Đó. Đó. Còn cái nào bỏ ra phát là tụt luôn, tụt hết. Không còn gì nữa thì là nó mất áp suất, còn cái này đang áp suất đây này. Đấy. Bây giờ quý vị vẫn chưa mở ra được đâu nhá. Bao giờ nó tụt phẳng này thì quý vị mới mở được. Đó. Khi mà quý vị linh nhiều nhá, quý vị linh nhiều thì cái áp suất nó càng cao thì nó hơi bên trong, lượng hơi bên trong, cái lực bên trong nó nhiều thì nó cũng sẽ lâu hơn nhá, để thời gian để nó xả ra nó hơn nhá. Quý vị nhìn thấy không? Các cái hơi này nó vẫn bay ra để nó xả cái áp suất nó đi, để lúc đấy quý vị mới mở ra được nhá. Đó. Đấy, quý vị nhìn này, đấy. Em xả ra nhá, đấy, đây này. Em xả ra này, quý vị nhìn nhá. Đấy. 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 Quý vị thấy nhiều hơi chưa? Hơi của nó phải là kinh khủng. Quý vị muốn ăn ngay và không phải chờ đợi lâu. Đấy. Đây thì quý vị kéo cái tay này xuống này. Đấy, kéo cái tay xuống này. Đấy, lúc này áp suất là mới hết nhá. Đó. Đấy, quý vị kéo căng ra giống như kiểu mở hết cỡ. Nhưng mà kéo cái này nó vẫn chưa hết đâu quý vị à. Đấy, áp suất nó vẫn còn, bao giờ nó phẳng này cơ nhá. Phẳng phẳng tí thôi. Đó. Thì quý vị nên nên mở nhá, đó. Đấy nhá, ok nhá. Đấy, còn một con nồi rất là ok luôn quý vị nhá. Dòng nồi dốc mang ni. Đó. Ok nhá, em thử mở ra xem nào. Đấy. Bây giờ là nó mới hết hơi nhá. Bây giờ là nó mới hết hơi, nó phẳng xuống thì bắt đầu mình mới mở được nhá quý vị nhá. Đấy. Đấy. Úi giời. Đó, quý vị thấy chưa? Đó. Đây là con nồi một con nồi mà gọi là hàng siêu hiếm nhá. Thỉnh thoảng nó gọi là bao nhiêu nhỉ? Nó gọi là về khoảng tầm 100 đến 200 con mới có một cái nồi Germany nhỉ nha quý vị nhá. Đây. Đó. Đây. Nồi Germany 4,5 lít nhá. Đó. Đấy, về quý vị vệ sinh lại cho sạch sẽ nhá. Đó. Em test luôn là em ấy luôn. Đó. Ok nhá. Con này thì thông thường là nhà em bán thì trước thì toàn bán là khoảng tầm 1 triệu mốt, 1 triệu 2 đấy là thấp nhất. Còn các nơi khác thì toàn bán là rơi vào tầm 2 triệu 3, 2 triệu rưỡi. Đấy, không rẻ đâu quý vị ạ. Đấy. Tuy nhiên nhà em con này nhá, con này nhà em bán cho quý vị con này 900 rưỡi thôi nhá. Đấy. 900 rưỡi con này. Đó, 4,5 lít 900 rưỡi. Đó, dòng Perfect là Plus nhá. Dòng Perfect Plus 950.000 con này. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Con nồi 4,5 lít này dùng cho gia đình ăn, gia đình cỡ lớn ok luôn rồi nha quý vị nhé, chứ không phải là gia đình bình thường đâu. Đó. Tầm 6 7 người ăn thoải mái cái nồi này, nồi này được mấy cái bát ô tô rồi, canh rồi nhé. Ok nhé, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.